Xin chào các bạn nhé. Mình lên test hai con chép của hãng Kenwood. Đây có cả mũi tụ gọi là tụ chống cháy đây anh em nhé. Kiểm hãm cái cường độ của âm thanh. Cảm nhận. Chép đánh rất sáng, tiếng rất tí tách luôn. Chép Kenwood từ kép các bạn nhé. Mũi nón còn đẹp các bạn nhé, chưa bị móp méo gì hết. 380.000 bao ship anh em nhé, anh em trên đủ bao ship, cọc thì cọc trước em 150, chính cọc thì em sẽ không bao ship. 380.000 đó, chép của Kenwood. Con lô này là 4 con giống nhau của thằng Sony, của đằng chép ổ cứng. Anh em nếu mà cần lấy 4 con này thì nhắn tin em sẽ gửi link test cho các bác sau, đấy cái link giới thiệu về sản phẩm này. Còn đây là con của Kenwood các bác nhé. 380 bao ship. Mấy thằng Sony này thì 800.000 hai cặp, hàng hàng chất đồng cao cấp của ổ cứng. Đấy, còn con này 380. Anh nào lấy thì liên hệ với Zalo của Trung Viện Audio là số 0975 575 262 các bác nhé.